Dàn diễn viên xúc động nói lời chia tay Gia đình mình vui bất thình lình. Bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình đã chính thức đóng máy vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, khép lại hành trình gần 8 tháng ghi hình. Diễn viên Lan Phương, Thanh Sơn, Quang Sự đều bày tỏ sự bùi ngùi khi phải chia tay bộ phim. Trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương đăng tải hình ảnh cô kéo vali, phục trang ra khỏi con ngõ nhỏ, nơi cô có nhiều cảnh quay đầy kỷ niệm cùng dòng chia sẻ. Tạm biệt con ngõ nhỏ dẫn vào nhà bố Toại, mẹ Cúc. Hành trình 8 tháng đã khép lại với đủ các cung bậc cảm xúc, đủ những trải nghiệm để hiểu thêm về bản thân mình và thế giới xung quanh, quan trọng nhất là đủ cho Hà trưởng thành, vững vàng và mạnh mẽ hơn. Cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào hành trình này cùng Phương, trân trọng và biết ơn tất cả. Chia sẻ của Lan Phương khiến nhiều người xúc động. Nam ca sĩ Bằng Kiều để lại bình luận, nhà anh không bỏ tập nào, còn nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, trong vai ông Toại, nhận xét về cô con dâu trên phim của mình. Một diễn viên lúc nào cũng diễn hết mình. Nam diễn viên Quang Sự cũng đăng tải lời cảm ơn đến đoàn phim sau gần 8 tháng sống cùng gia đình mình vui bất thình lình. Đây là dự án kéo dài nhất của cá nhân Quang Sự cho đến thời điểm này. Trải qua cái mùa đông lạnh buốt, mùa nồm ẩm khó chịu, mùa nắng nóng đỉnh điểm và cuối cùng chúng tôi cũng đã cùng nhau về đích. Quang Sự cũng không quên gửi lời cảm đến ekip, đồng nghiệp và khán giả đã đồng hành cùng anh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh bộ phim với anh là một trải nghiệm đáng quý. Dưới phần bình luận, Quang Sự nhấn mạnh rằng bộ phim mới chỉ kết thúc phần ghi hình. Những tập còn lại của phim vẫn sẽ được phát sóng theo lịch trình trước đó. Trong khi đó, diễn viên Thanh Sơn bồi hồi chia sẻ, vẫn nhớ vào tháng 11 năm ngoái mình nhận được lời mời. Làm phim thứ hai và với tiêu chí làm phim dưới 30 tập, mình đã rất hứng thú khi biết bộ phim dài 24 vừa rồi. Sau 8 tháng lao động và cống hiến say sưa, cuối cùng Gia đình mình vui bất thình lình đã về đích với hơn 50 tập phim. Xin được chân thành cảm ơn mọi cố gắng của tất cả ekip sản xuất, đạo diễn, quay phim, ánh sáng, âm thanh, phục trang. Make up vì đã cùng với ekip diễn viên vượt rất nhiều những khó khăn, áp lực từ đông sang hè để hoàn thành bộ phim này. Diễn viên Khả Ngân cũng gửi lời tạm biệt bộ phim. Cô viết ngắn gọn, trân trọng và cảm ơn. Gia đình mình vui bất thình lình là tựa phim truyền hình sở hữu dàn cast hùng hậu nhất hiện nay. Bên cạnh nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh là sự góp mặt của những bảo chứng diễn xuất như Lan Phương, Thành Sơn, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Khả Ngân. Phim xoay quanh câu chuyện của gia đình ông Toại nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, bà Cúc nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Ba người con trai của ông bà lần lượt lấy vợ, tạo nên ba gia đình nhỏ, cùng chung sống dưới một mái nhà. Nhiều biến cố đã xảy ra trong cuộc sống của họ, giúp các thành viên trong gia đình ngày một gắn kết với nhau hơn.